Rồi, chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh giới thiệu sản phẩm của công ty Tahiko. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với tất cả các bạn một cái chai dung dịch chuyên để vệ sinh ghế da và trong nội thất xe hơi. Đây là cái chai vệ sinh ghế da của hãng Liquimoli. Thì đây là một trong những cái hãng sản xuất rất là nổi tiếng ha. Thì cái công dụng của cái chai này là vệ sinh và tẩy sạch những cái vết bẩn mà bám trên cái ghế của chiếc xe ô tô của các bạn. Ví dụ tất cả các vết bẩn, ví dụ như cà phê hoặc là mồ hôi hoặc là những cái vết bẩn do mình ngồi lâu ngày thì nó tạo nên. Đó. Thì sau đây thì mình sẽ làm một cái video demo thực tế cho các bạn coi và cái công dụng của cái dung dịch này nhé. Thì khi mà làm về những cái sản phẩm về hóa chất như thế này thì các bạn nhớ chuẩn bị sẵn cho mình một đôi bao tay ha. Rồi. Và để phục vụ cho cái việc vệ sinh của mình thì mình phải có một cái bàn chải nhá. Thì cái bàn chải này thì cái lông của nó là lông đuôi ngựa, nó khá là mềm. Để mình vệ sinh ở trong nội thất xe thì nó không bị chảy xước hay là như thế nào với cái ghế của mình. Rồi, bây giờ thì mình sẽ làm thực tế. Rồi, đây thì mình làm trên một cái ghế da, là một cái ghế salon ha. Thì các bạn có thể thấy đây, cái ghế này hiện tại nó đang rất là bẩn đó. Thì khi mình làm cái chai dung dịch này thì mình lắc đều lên nhá. Lắc đều lên. Và chúng ta xịt trực tiếp vào đây. Đó. Cái dung dịch này thì nó cái mùi của nó thì cũng khá là dễ chịu, nó không quá khó chịu. Đó, thì khi mà các bạn để nó dung dịch ở nơi như thế này ấy, thì các bạn cho đều cái này vùng này ra dùng mình. Cái vùng mà mình cần làm sạch. Rồi, thì sau khi mà chúng ta xịt lên thì chúng ta đợi một chút xíu cho cái dung dịch nó ngấm vô. Và bắt đầu chúng ta dùng cái bàn chải này để chà. Các bạn lưu ý là không nên dùng bàn chải mà cái sợi này nó cứng nhá, nó sẽ làm xước cái ghế của mình. Rồi, khi mà các bạn làm xong thì chúng ta sử dụng một cái khăn. Cái khăn này cũng là khăn dành cho chuyên dụng cho bên nội thất nhé. Nó không bị rụng lông và nó khá là mịn. Thì các bạn ơi, mình sẽ lau khô lại này. Đấy, các bạn có thể thấy khăn rất là dơ này. Và các bạn thấy rõ rệt giữa là cái bên chỗ mà mình không vệ sinh và cái chỗ mình này là mình đã trà qua này. Các bạn thấy thấy không? Đấy, cái nó trả lại cái màu như mới cho cái ghế của mình. Đó. Nhưng bây giờ cho lại bẩn nhá. Mình sẽ thử thêm một cái góc này cho các bạn thấy rõ hơn nhá. Cái dung dịch này thì nó là dạng xịt ra như bọt giống như cái kem cạo râu của mình. Đấy, các bạn thấy cái chỗ này rất là bẩn nhá. Làm những cái dung dịch hóa chất này thì các bạn nên sử dụng một đôi bao tay như này để bảo vệ tay của mình nhé. Nếu mình làm thường xuyên, bạn thấy không? Bẩn ra, ra liền luôn này. Đó. Và kể cả trong những cái khe như thế này luôn. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ lấy cái khăn mình lau lại. Rồi, đấy. Các bạn thấy chưa? Nó đã trả lại cái màu nguyên thủy của cái ghế này. Đó, cái chỗ này không được dơ lắm này.
Đấy, khi mình làm đây thì các bạn cũng có thể thấy được rõ ràng này. Đây, thì vừa rồi mình đã demo giới thiệu cho các bạn cái công dụng của cái chai dung dịch Livimoli này. Đó. Thì để biết thêm thông tin chi tiết về cái sản phẩm này thì các bạn có thể để lại comment ở dưới video hoặc liên hệ trực tiếp số hotline ở trên video hoặc là truy cập vào trang web Tahiko để được tư vấn viên hỗ trợ thêm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ like và subscribe nhé.